Hello mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Trang Trung FPT và đây là tập 12 của series game Hành động chặt chém Challenge. Đáng lẽ là có tập 11 cơ, nhưng mà mình nói thật là cái bàn 11 ấy nó khó có mức hiện luôn. Mình coi nhà chết lên chết xuống, phải chơi đi chơi lại 7-8 lần liền, mất hơn 2 tiếng mình qua được cái màn đấy. Cho nên thôi mình kiểu nhà xe bỏ cái màn, bỏ cái tập mà mình qua mà đi nhá. Và mình sẽ quay lại cái tập 11 đấy khi sau khi mình kiểu đã mạnh hơn rồi ạ. Có thật là tốt, mình quay lại tập 11 đấy mình chơi lại ạ. Thế nhưng hiện tại mình coi nhà bỏ cái tập đấy đi rồi. Thế luôn là quá ai trong cái tập đấy nó khỏe vãi thôi, không làm gì nổi của nó. Đấy. Không cần đến 2 chiếc đều nhỉ. À đâu cần đấy. Rất là cần. Level up. Hoàn chỉnh. Đây là 3. Đang gây đây là 3. Ok. Tâm mà sau khi mình hoàn thành cái màn 12 này thì mình sẽ có Thanatos sớm. Delacroix questions. Isn't complete destruction complete peace? Isn't the death of all lives the only means to give life to all souls? Through rains of blood, over the mountains of corpses, and through the darkness of hatred, the battle continues and returns to the sacred capital of Rutarl, the stronghold of the Order. Zeke replies no to the questions. Và mình quay trở lại cái nơi này. Cảnh vật trông hoang tàn hơn rất là nhiều. Và quái vật mạnh hơn nữa. Ở đây, ở vẫn là nhện này. Quái nhện. Mình nhớ nó không phải nhện. Theo ra giờ mình đủ mạnh để đánh nhau với bất kỳ quái vật nào đơn độc ở trong kia này rồi. Thế nhà có nó hội đồng sợ solo thì đánh ngay kẻ bom luôn. Tắt đông vãi ra. Thế luôn. Cái bọn này. Đáng lẽ mình nên mang cái nhíp vào. Cái bọn này đã đông rồi, khó chịu. Các bạn con vật này coi nhà ngoài mang hit ra thì dùng con linh huyền khác giết nó khó lắm. Quá khó. Ma tê. Không còn ạ. Rồi.
HP luôn. Tầng đủ HP một mình đánh solo. What? Sao thế mất nhiều máu ấy? Sao tầng này khỏe vãi? Phải cứ vội luôn. Thôi thì bàn cao hơn rất nhiều người khỏe hơn. Nhưng mà kiểu khỏe cái bọn bắt đầu người kia có nó khỏe thì không bị kiến gì đâu. Nhưng cái bọn này thì nó khác. Đáng lẽ nó vẫn phải yếu như ngày nào rồi. Xong rồi thì còn điểm. Ờ, cái đánh đánh với nhau luôn. Thế cũng tiện. Con dao này một đỏ nhà mình vẫn đủ sát thương để đánh. Không đủ lắm đâu. Hết máu. Sơn mắc áp cũng được. Nip mắc áp. Con này về có võ mới à? Đúng đầu mày luôn. Ok. Không xong. Kia trước chưa.
người đây. Được. Nhưng bây giờ mình không có cách nào để đánh được cái con to kia mà không phải chạm mặt con đã thiệt. Ờ có ấy. Chết luôn. Ok. Chém cái mùi nhiều máu căng thẳng. Chim. Chim xong. Nó không cho mình đứng dậy. À đâu, nó có cho đứng dậy nhưng mà kiểu nó không cho mình đánh đánh. Đứng dậy nó không cho. Rồi, vào đây. Cái màn này cũng đơn giản thôi. Không có gì phức tạp hết. Chỉ là cái con boss ở màn 2 có thêm cái khiên này và màu nó trâu hơn rất là nhiều. Tam luôn. Đấy. Đấy. Cái nhảy một phát mất cái máu kìa. Chưa. Và nó có khả năng triệu hồi ra mấy cái quả bom. Cái này ai? Nó gọi ra mấy con quái mình ghét nhất. Chết ngược ở đây đâu. Hết máu rồi. Không. Đi diệt nó giúp anh. Fuck. Một hit đơn giản thôi.
Thôi rồi rồi. Một sút, hai sút. Vâng. Mình thua ngược rất là nhảm. Quá nhảm. Chết rồi. Chết nốt rồi. À mày tránh được quả bom. Thế quái nào đấy? Làm gì được cái từng này máu của con nó. Đùa chứ cứ gọi ra một phát là chết luôn kìa. Cái quả bom này khó chịu thế. Đấy chết ngay. Bot. Bắt cứu bot. Không chạy trúng được cái điều này.
Tự tha đi, đánh cái đầu. Nghe ra mình nó cứ đi kia để tôi đánh. Phải có cách nào để phá đi phiên của nó nhanh nhanh chút chứ. A cộng luôn kiểu gì. Được một clip backup các em. Hay The Another World, một thế giới khác. Tức là bây giờ những màn trước đây của mình, những cái quái vật nó đã thay đổi, trở nên mạnh hơn. Và từ bây giờ